Học mới sắp bắt đầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 6 tháng 9 thì học sinh sẽ bắt đầu học trực tuyến để củng cố kiến thức. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều phụ huynh vẫn chưa biết phải mua sách giáo khoa cho con ở đâu. Có người đặt mua online rồi thế nhưng cũng không biết bao giờ sách mới đến được tay. Bởi vì trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách tăng cường thì việc vận chuyển và giao nhận mặt hàng sách giáo khoa cũng vô cùng khó khăn. Năm học mới chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, nhưng số sách giáo khoa mà chị Lê Phương Thanh, trưởng ban phụ huynh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Nam Sài Gòn, nhiều ngày qua cất công mua giúp cho các phụ huynh trong lớp vẫn không thể đưa đi được. Chị Thanh đã tìm đủ mọi cách để liên hệ với các đơn vị vận chuyển, nhưng gặp phải không ít khó khăn. Trong thời gian giãn cách, các phụ huynh gặp rất là nhiều khó khăn trong việc mua sách, cho nên là mình có giúp đỡ các phụ huynh mua sách. Cái khó khăn tiếp theo là phải đi gửi sách cho đến từng phụ huynh. Tại vì khi mà mình đặt được Grab hoặc là shipper họ tới nhà thì họ thấy sách thì họ từ chối. Họ nói là nếu mà muốn gửi sách đi á, thì mình phải bỏ thêm là mì, muối, gạo, đường, tức là những thực phẩm thiết yếu, rau, củ quả vào thì họ mới nhận gửi đi. Hiện nay, do tất cả các nhà sách đã đóng cửa nên nhiều phụ huynh đã chọn giải pháp đặt mua sách giáo khoa online. Thực tế, những cái click chuột đặt mua hàng không khó, nhưng việc bao giờ sách được giao đến tay khách hàng lại là cả một vấn đề. Hệ thống đẩy đơn hàng xuống là bình quân là một ngày đẩy khoảng 400 đơn hàng, thì nhà sách xử lý khoảng tầm gần 200 đơn hàng. Hiện tại bây giờ Fasa cũng đang liên kết với lại 8 đơn vị vận chuyển. Fasa cũng mong muốn phụ huynh thông cảm cho Fasa trong cái thời gian này, vì thứ nhất là shipper không có đi lại được, thứ hai là cái đối tác vận chuyển thì nằm ở những khu phong tỏa, cho nên là Fasa cũng mong muốn rằng là phục vụ sách đến cho phụ huynh học sinh một cách nhanh nhất. Sáng nay thì lãnh đạo thành phố cũng đã có chỉ đạo Bưu điện Hồ Chí Minh triển khai phối hợp với Sở Giáo dục thành phố để có thể giao sách giáo khoa đến tay học sinh trong thời gian sớm nhất. Thành phố sẽ hỗ trợ lực lượng bưu tá của Bưu điện sẽ được ra đường. Vì vậy thì Bưu điện Hồ Chí Minh thì cũng sẽ huy động toàn lực, vì là số lượng quá lớn cho nên là Bưu điện sẽ phối hợp với địa phương để phát đến khu phố, và tại khu phố này thì địa phương sẽ hỗ trợ để vận chuyển đến nhà của học sinh trong địa bàn của khu phố. Để hỗ trợ cho những học sinh chưa có đủ sách giáo khoa cho năm học mới thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với nhiều nhà xuất bản để triển khai sách giáo khoa điện tử đến tất cả các trường, đồng thời thông tin tới phụ huynh để hướng dẫn sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nhất là đối với những học sinh tiểu học khi ý thức học tập chưa cao, lại không tập trung được lâu, nên việc học trực tuyến đã khó. Nay sách giáo khoa lại online thì càng khó khăn hơn. Vậy nên việc đưa sách giáo khoa đến tay phụ huynh và học sinh trong lúc này là vô cùng cần thiết.